Chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình lên con đu bông lai 2 phong cao mà palladium phay xước. Tình trạng hàng đã qua sử dụng, còn đầy đủ hộp sổ nha. Con này còn khoảng tầm 95% nha. Trông cũng còn khá là đẹp. Anh em mua hàng vui lòng bỏ chút ít thời gian xem thật kỹ video giúp mình nha. Mặt trước thì không có xước sát gì nhiều hết nha. Ok. Sau bị cứng nhẹ đây nè, bằng móng tay chỗ này chút xíu mà. Hình ảnh chi tiết và giá bán thì mình để trong phần mô tả nha. Anh em mua hàng vui lòng bấm vào đó xem giúp mình. Mình kết thúc video từ đây. Chào tạm biệt anh em.